Xin được chào đón Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế Đông Nam Á, Chủ tịch International Fashion Week, Madam Trang Lê. Trên thảm đỏ sau đó đến với không gian của Awafina, một không gian tái sinh và lần đầu tiên có mặt tại Awafina Việt Nam International Fashion Week. Tại đây thì quý vị có thể nhìn thấy được hình ảnh của những chai nhựa được tái chế để tạo nên những sản phẩm thời trang đầy tính hữu dụng. Và ngoài ra thì quý vị có thể đến với photo booth của TikTok để chúng ta có những đoạn clip thật sự rất thời trang và viral quý vị nhé. Đây chúng tôi xin được chào đón Hoa hậu Đình Hùng Giáng My. Xin được chào đón Hoa hậu Trương Đài. Xin được chào đón Á quân The Next Gentleman, Minh Khắc, quân The Next Gentleman, Phạm Kiên. Thưa quý vị, sau khi đến với không gian của thảm đỏ thì quý vị có thể tiến sâu vào bên trong thì vẫn chưa di chuyển hết trong không gian của nhà thi đấu cùng quý vị không gian đón những vị khách đến với tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Awafina Việt Nam International Fashion Week ngày hôm nay cũng rất là rộng và cũng rất là thông thoáng thôi đi. Xin được chào đón rapper Vô Huy. Lúc này đây chúng tôi rất hân hạnh và vui mừng khi được chào đón lão đại của làng rap Việt đến với Awafina Việt Nam International Fashion Week ạ. Rapper Vô Huy. Tôi là quý vị thấy là anh Vô Huy lúc nào cũng rất là chất và rất là thời trang các bạn. Chúng mình đang đây được gặp đỏ để cầm cung cho chị đến tất cả quý vị khán giả. Thì anh Vô Huy đến tham dự tuần lễ thời trang rất là đông để khán giả tư vấn thời trang. Anh có thể chia sẻ về cảm xúc của mình lúc này. Thật sự thì đây là một cái sản phẩm. Anh chị nhìn đây giúp em. Dạ, cảm ơn. Hồi tiếp tục gặp gỡ tất cả những phóng viên báo chí trên không gian của thảm đỏ và sẽ có một khu vực của trẻ rất là đặc biệt đó chính là khu vực tái sinh của Awafina. Và lúc này đây chúng tôi sẽ được chào đón nhà thiết kế Nguyễn Minh Công. Nhân ca sĩ Đoàn Di Băng. Lúc này đây thì anh Phước Vũ và chị Di Băng đang khoác trên mình bộ trang phục của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn.
tranh ảnh ở trên thảm đỏ của Aquafina Việt Nam International Fashion Week. Chị Nhi Mang, anh Quốc Vũ và anh Vô Huy. Chúng ta đã trò chuyện với anh Vô Huy rồi, thưa quý vị, và bây giờ thì sẽ giữ chị Nhi Mang, anh Quốc Vũ ở lại một chút xíu ạ. Không biết là chị Nhi Mang có cảm xúc như thế nào khi đến với Aquafina Việt Nam International Fashion Week ạ? Bây giờ đây thì rất tuyệt vời những cảm xúc của chị Nhi Mang ạ. Và lần nào cũng bị đoán ngờ với cái quy mô của nó đó, mà đặc biệt là rất tầm nhìn và rất là nhiều người. Ừ, ngày hôm nay thì chị Di Băng và Quốc Vũ cũng đến đây để theo dõi và cổ vũ cho những cái gate Adrian Anh Tuấn. Xin được mời chị sẽ gửi những lời chúc đến anh Adrian Anh Tuấn. Lại lên đi lại. Để quay lại đi, quay lại chuyện trọng đại. Quay lại. Ba. Chúng tôi xin được chào đón Fashionista Thuần Nguyễn. Đã đồng hành cùng với rất nhiều những sự kiện của Aquafina Việt Nam International Fashion Week. Hello. Ủa khi nào trưng đài đi thi vậy? Đầu tháng 6. Ủa có sắp rồi ha? Sắp rồi đúng không? Miss Fashion Việt Nam 2020 Á hậu Ngọc Thảo. Anh Lưu ơi, xong. Details. I don't know you. Xin được chào đón siêu mẫu MC Phương Mai. Quý vị và cái lúc này đây thì chúng tôi cũng xin được chào đón chị Hà Liên Tống và Fashion Lee. Chúng tôi xin được chị Hằng ơi. Chúng tôi sẽ được chào đón siêu mẫu Xuân Lan và sẽ được chào đón các thành viên của team Xuân Lan. Thank you.
And now please welcome General Consulator Italy. Xin được chào đón những vị khách quý đến từ Đại sứ quán Italy sẽ cùng tiến lên thảm đỏ của Aquafina Vietnam International Fashion Week. Thưa quý vị, và lúc này đây, chúng tôi xin được thông báo với tất cả quý vị khán giả, đó chính là chỉ còn ít phút nữa thôi. Sự kiện khai mạc Aquafina Vietnam International Fashion Week thắng phòng và ổn định chỗ ngồi của mình. Và chúng tôi cũng xin